Ở trận đấu tiếp theo chúng ta có kỳ và chúng ta phải thấy hình ảnh đấu tuyển của Semedo Singh Khang Nam. Và chúng ta đang thấy những hình ảnh bái tổ đầy ý nghĩa tôn sư trọng đạo của Somiel Singh Khang Emban đến từ Ấn Độ và Nguyễn Giang Sơn của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chúng ta đang theo chân võ sĩ Nguyễn Giang Sơn của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Anh sẽ đối đầu với võ sĩ Semedo Singh Khang Emban của đội tuyển Ấn Độ. Mời vận động viên gốc đại đỏ Khang Emban đơn vị Thanh Long Võ Đạo đến đi tượng đài. We are welcoming the red side athlete Khang Emban from Thanh Long Võ Đạo India. Và Nguyễn Giang Sơn đang được khoác áo vải trên vai của mình, làm cho chúng ta nhớ đến vị anh hùng dân tộc áo vải Hoàng Trùm Nguyễn Huệ. Còn bây giờ là sự xuất hiện trên đài của Somedo Singh Khang Emban, võ sĩ của câu lạc bộ Thanh Long Võ Đạo đến từ Ấn Độ. Nguyễn Giang Sơn tượng đài. Và đây là sự xuất hiện của võ sĩ áo vải đến từ đơn vị Đà Nẵng, Nguyễn Giang Sơn. Anh sẽ tranh tài với Khang Emban ở cân 65 kg tại giải thế giới võ cổ truyền năm 2024, được phát sóng trực tiếp trên những kênh sóng của Sao Thể Thao, Võ Việt và Việt Nam Sport. Và chúng ta sẽ đến với màn xe đài Lão Hổ Thượng Sơn của Nguyễn Giang Sơn và Khang Emban. Một điểm dành cho võ sĩ Nguyễn Giang Sơn và không có điểm nào cho Khang Emban cả. Và bạn Huỳnh Tấn Linh có gửi lời động viên đến với võ sĩ Giang Sơn, người đang thi đấu với võ sĩ đến từ Ấn Độ Khang Emban, những lời chúc may mắn nhất. Xin cảm ơn bạn đã theo dõi trên hệ thống của kênh Sao Thể Thao Võ Việt. Và vừa rồi là một cú đá vòng cầu vô cùng đẹp mắt của Khang Emban, nhưng nó không thể tới được mặt của Giang Sơn. Liên tục là những tình huống đổi đòn của cả hai võ sĩ. Và quý vị và các bạn đừng quên, giải vô địch thế giới võ cổ truyền sẽ được diễn ra trong 2 ngày nữa ở những nội dung đối kháng vô cùng mãn nhãn và đặc cấp. Quý vị và bạn hãy chia sẻ để lan tỏa tinh thần võ cổ truyền dân tộc, cũng như lan tỏa phong trào võ cổ truyền đến với bạn bè quốc tế cũng như khán giả trong nước. Và vừa rồi chúng ta vừa thấy series đòn đánh của cả hai võ sĩ, nơi những đòn tay đang được đổi. Khang Emban là võ sĩ thấp hơn võ sĩ Giang Sơn của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vừa rồi là một cú đá đầu chính xác của Giang Sơn và đầu của Khang Emban, nhưng võ sĩ đến từ Ấn Độ vẫn đang đứng vững trên sàn. Những cú đá rất nặng của Giang Sơn đối với Khang Emban. Khang Emban rất lì lợm, một võ sĩ thi đấu với thế thủ nghịch lại, thế thủ dành cho những võ sĩ thuận tay trái. Tưởng chừng đây sẽ là một lợi thế, nhưng đối với một đối thủ cao hơn như Giang Sơn thì Khang Emban đang gặp rất nhiều bất lợi. Liên tục là những tình huống đá chân trước thẳng vào mặt của Khang Emban và cú đấm tay sau rất nhanh của Giang Sơn. Có vẻ như võ sĩ đến từ Ấn Độ đã bị choáng rồi. Khang Emban đã bị choáng và trọng tài đã phải có những lượt đếm đối với Khang Emban. Khang Emban đang bị đếm rồi. Và có vẻ như võ sĩ Khang Emban đến từ Thanh Long Võ Đạo Ấn Độ không thể chịu nổi nữa sau cú đá của Nguyễn Giang Sơn. Một tình huống knock out kỹ thuật của võ sĩ Nguyễn Giang Sơn của đội tuyển Đà Nẵng. Trọng tài đâu? Đâu?
cú đá rất nặng đang khiến cho Khang Emman không thể đứng dậy và cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của các nhân viên y tế. Một cú đá rất nặng của Nguyễn Giang Sơn. Và chiến thắng này đã đưa Giang Sơn và chúng ta đang thấy những hình ảnh từ võ sĩ đến từ quốc gia Nga, võ sĩ Arsen Aliyev, võ sĩ đến từ Cộng hòa Liên bang Nga sẽ thi đấu với Nguyễn Ngọc Trường ở đơn vị đồng hạng gần 65 kg. Arsen Aliyev đang tiến về bàn thờ tổ để cầu nguyện những lời tốt đẹp nhất và những lời chúc tốt đẹp nhất cho trận đấu của mình trong trận đối đầu với Nguyễn Ngọc Trường. Arsen Aliyev. Và ở trận đấu của Nguyễn Giang Sơn và Kameban, và Nguyễn Giang Sơn đã giành chiến thắng knockout kỹ thuật.